không đứng đó nói chuyện luôn, cùng xuất phát là anh ơi anh ổn không, anh ổn không, thì anh đó chắc là Xuân Tùng cảm thấy là không ổn, cho nên anh đã cố gắng lái, đánh lái và đạp phanh sát lề. Và tới cuối cùng anh đạp được thắng đó, thì cái đầu anh gục lên cái đèn hơi, phát ra âm thanh lớn ở quốc lộ. Thì anh có giới cái tay, anh tắt cái đèn hơi và anh ngã lên xe, lên mình của bạn tiếp viên luôn. Và bạn tiếp viên thì túc trực ở bên ảnh, tại sợ ảnh giật hoặc là cắn lưỡi. Thì hành khách trên xe mới xuống xe, có một cái xe cấp cứu á, lưu thông cùng chiều về hướng Bạc Liêu thì đang thả xe không, nên là hành khách đã chặn xe và nhờ chở bác tài đi cấp cứu kịp, thì bác tài được cấp cứu ở trạm xá Bình Minh. Nhiều người sẽ nhớ mãi về hình ảnh nụ cười của người tài xế này, dù đã qua đời nhưng anh đã kịp làm việc ý nghĩa. Anh tên Sơn Tùng, 33 tuổi, ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng,